Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hiện tại thì Nhân đang ở cái cung Dông Nhi 5 tuổi chết nước quý vị. Đó, thì tối đêm nay Nhân sẽ quay trở lại cái cung này. Thì cái cung này thì con bé ở đây gọi là linh thiêng quý vị. Nhân từng sinh ra đầu đuôi, ba càng ở đây cũng có luôn ha. Thì tài lộc hôm nay trên kênh thì hôm qua Nhân có xin cho quý vị cái lộc cái tài tại cái cung một cổ dưới nước. Thì Nhân xin con 038 quý vị. Thì Nhân lấy cái lộc nhỏ là con 03 và con 38. Thì vong linh ông bà đó cũng linh thiêng quý vị, cho về miền Trung con 03 ngay cái đầu, và miền Bắc thì con 38 cũng được ngay cái đầu luôn quý vị. Đó, đáng lý phải là trả lễ ha. Đó, thì Nhân cũng không biết là anh chị em nào cũng có tham khảo ha, có lộc có tài hay không. Thì ai có lộc có tài thì Nhân mừng cho người đó quý vị. Nhân làm bằng cái tâm, Nhân mong muốn tất cả quý vị ai xem kênh Nhân cũng được vui vẻ. Thì cái động lực lớn nhất của Nhân đó chính là được tất cả quý vị thương mến khi xem video ha. Anh chị nhín chút thời gian ra ha. Ai biết like thì mỗi người cho Nhân xin một like. Ai chưa đăng ký thì đăng ký kênh để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của Nhân. Thì tài lộc gì tâm linh quý vị, Nhân không có bắt buộc ai. Ai có lộc có tài ở đâu thì Nhân mừng cho người đó quý vị. Thì hôm nay Nhân quay trở lại cái cung Dông Nhi chết nước tại cái bờ sông này để cầu cho quý vị cái lộc cái tài tham khảo về ngày mai trên kênh Nhân Trần TV. Thì quý vị cứ tham khảo số về tâm linh thì có lộc có tài Nhân đi trả lễ quý vị. Thì bây giờ Nhân không linh ta linh tinh nữa ha. Nhân soạn đồ lên quý vị. Thì cái cung này rất là linh thiêng nha. Bé nó chết quý vị. Rồi không ai biết, bé nó về báo mộng cho người nhà lại rồi vớt xác lên quý vị. Nhưng mà cái chỗ con bé bị mất á, vớt lên nằm đó giờ không có vô đó được quý vị. Người ta gào lại rồi, chủ nhà người ta gào lại rồi không có vô được. Thì Nhân chỉ lại cái bờ sông này thôi. Thì cái bờ sông này nơi con bé cũng đi vớt xuống đó quý vị ha. Cái chỗ vớt bé lên thì không lại được, bị gào rồi quý vị, không có chui vô được nữa. Đó thì thôi, Nhân xin ở đây ha quý vị. Thì Nhân soạn đồ ra chỗ này ha, Nhân cúng để cầu bé tối nay linh thiêng ban cho cái lộc cái tài để quý vị tham khảo vào ngày mai trên kênh Nhân Trần TV. Ai cũng có lộc có tài. Thì Nhân mới vừa ở bên cái ngôi nhà quan chạy qua đây quý vị, cũng khá là mệt. Trời ơi, đứng muốn không vững luôn quý vị. Trời mưa nữa. Trời ơi, xin ra bộ số là phải chuyện đơn giản quý vị, cực khổ lắm quý vị ơi. Thì Nhân làm hết cái tâm của mình. Nhân mong tất cả quý vị đừng có buồn nha. Ai thích xem thì xem, còn không thích thì lướt qua. Đừng nói lời cay đắng làm chi quý vị, được không quý vị? Trời ơi thiệt. Thôi bây giờ Nhân soạn đồ lên hết quý vị. Rồi thì để không làm mất thời gian của tất cả quý vị, Nhân đã soạn đồ lên rồi quý vị. Rồi tất cả quý vị ngày mai tập trung tại cái cung Dông Nhi chết nước 5 tuổi nè ha. Thì bé rất là linh thiêng quý vị, quý vị biết ha, con nít mà dịch số rất là nhanh gọn lẹ nha quý vị. Thì anh chị em nào xem cái chỗ này chắc xem lâu rồi sẽ biết cái sự linh thiêng của con bé ở đây. Đó. Thì nay Nhân đường xa xa xôi, trời mưa quý vị, cũng gán đi để mà làm cái bộ số cho quý vị tham khảo cho ngày mai. Ai thích thì mình xem, mình lấy lọc nhỏ nhẹ, mua những cái tờ vé số cầu may mắn. Rồi thì Nhân làm nghề bằng cái tâm quý vị. Nhân có cái chi Nhân cúng cái đó ha. Rồi thì bây giờ ha, Nhân xin phép làm cái lễ quý vị để thỉnh vong linh ông bà cô bác ở đây cũng như bé 5 tuổi chết nước tại đây linh thiêng, ban cho cái lộc cái tài ngày mai để quý vị tham khảo. Rồi anh chị em nào đang xem nè, dính chút thời gian ra, ai chưa like thì mọi người cho Nhân xin một like. Ai biết chia sẻ lên group Zalo Gia Heo, mình chia sẻ lên cho bạn bè mình cùng xem sau những giờ làm việc mệt mỏi ha quý vị.
Rồi thì bây giờ Nhân khắn đại khái là quý vị. Các đây Nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, chư vị vong linh ông bà chiến sĩ trận vong nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái cùng các vị cô hồn đường xá, chết quan chết ức chết tức chết tử, xuôi chân là bước về đây. Nay thiện nam tính chủ con đường xá xa xôi đến cái đất này, đến cái bờ sông này để cầu tài cầu lộc, cầu xin vong linh ông bà cô bác, già trẻ lớn bé trai gái, hương linh của bé chết nước tại đây linh thiêng. Tối đêm nay xuôi chân là bước về đây nhận hương khói cũng như những cái lễ vật dâng lên, gồm trái cây tươi, bánh kẹo, giấy tiền, muối gạo, có cái chi thì nhận dùm cho tôi. Cầu xin ban phước, ban lộc, ban tài ban cho tôi lễ cặp số vào ngày mai, đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, xin quay trở đây để mà trả lễ. Năm nén hương đã thắp, đèn đã sáng, dụ cũng đã gót, kính thỉnh hương linh ông bà của bác già trẻ lớn bé trai gái ban phước, ban lộc, ban tài, cảm ứng chứng minh cho lòng thành kính của thiện nam tính chủ tôi. Rồi mình để cho ông bà người ta nhận hương khói quý vị ha. Rồi tất cả quý vị đang xem trên kênh Tâm Linh Nhân Trần TV ha, thì số về tâm linh những cái nơi Nhân đến đều là những cái nơi linh thiêng quý vị. Nhiều khi ông bà cô bác người ta giật trễ quý vị, cũng có thể là sắp lộn quý vị. Thì quý vị nào mình xem chơi số tâm linh thì mình nên lót nhẹ lại những cái bộ số mà tôi đã xin trước đó ha. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ đã gót, thuốc đã đốt, kính lĩnh, kính thỉnh hương linh ông bà cô bác chiến sĩ trận vong nơi đây, già trẻ lớn bé trai gái cai quản tại đất này, xuôi chân bước về đây nhận hương khói, những cái lời vật dâng lên. Ông bà cô bác linh thiêng có sự hiện diện ở đây, chạy dùm con cái hộp gà ở những dãy số từ 0 cho đến 9. Ây da, trời ơi. Rồi tất cả quý vị hãy tập trung những cái cung mà tối nay Nhân đi trên kênh của Nhân nha. Đó, có lộc có tài thì Nhân khắn sau, Nhân lại Nhân trả lễ gì quý vị. Thì hôm nay tài lộc cũng có chứ không phải không quý vị. Miền Bắc mình cũng ăn 38 ngay đầu ha. Quý vị biết những cái con số của Nhân sinh, trừ khi là cái ngày đó không có quý vị và không có con số đảo luôn á thì mới thua quý vị. Nếu mà đã có thì sẽ có người, người ta sẽ có tài quý vị. Thì ai có lộc ở đâu thì tôi mừng cho người đó, còn ai chưa có, không có thì xin hoan hỷ cho Nhân ha. Nhân cũng mong Nhân làm quý vị, tài lộc nó về đúng ngày, đúng giờ, chứ Nhân đi trả lễ quý vị. Thì cũng mong tất cả quý vị xem kênh ha. Thì ai biết chia sẻ thì chia sẻ clip của Nhân, xem giải trí cho vui cũng được quý vị. Đó, không có mất mát gì hết ha. Rồi, thì không linh ta linh tinh nữa, Nhân xuống một khoăn rồi. Thì bây giờ Nhân vào Nhân chạy hút ra. Cô bác ông bà linh thiêng có sự hiện diện ở đây, hương linh của bé chết ước tại đây, chạy dùm cho chú cái hút ra. Nhân dị số từ 0. Số 1. Số 2. Vậy số 3. Ây, ơi. Ây. Số 3. Số 4. Ây. Số 5. Số 6. Số 7. Số 8. Số 9.
rồi. Thì sau một dòng quý vị, cái chứng nhận chưa có đứng. Nhân xin đổi học đây à, nhân chạy là dòng thứ hai. Cô bác ông bà có sự linh thiêng hiện diện tại đây thì chạy dùng con cái hộp gà. Con bắt đầu lại con số 0. Số 1. Số 1. Số 1 đứng cho đứng số 1 nè. Cái tiếng gì vậy trời? Ghê vậy. Cô bác ông bà linh thiêng, hương linh cô bé chết nước tại đây, có sự hiện diện ở đây, chạy lại số 1 nè. Thấy không quý vị? Tôi có cảm giác số 1 đứng quý vị. Tôi nghe cái tiếng gì không biết nữa. Mà da gà, da heo gì nổi lên hết trơn này. Kỳ vậy nè quý vị. Trời ơi, sằng lông luôn. Kỳ vậy. Tôi đi có mình nên nè quý vị. Trời ơi. Thôi tranh thủ đi quý vị. Rồi. Dòng linh của bé 5 tuổi chết nước tại đây. Con đã cho chú số 1 rồi. Thì cho chú lấy số 1 lên chạy tiếp nha. Số 2. Trời ơi. Số 2 đứng liền quý vị. Đó. Rồi. Thì bây giờ ha quý vị. Nhân không có chạy tiếp nữa. Nhân chỉ xin cho quý vị cái lọc cái tài nhỏ thôi. Anh chị em nào muốn ghép thì cứ ghép ha. Cái thứ của tôi vô. Hoặc là cái thứ của bé. Bé chết 5 tuổi quý vị. Đó, quý vị có thể lấy 5-12, 3-12 không? Nhưng mà nhân chỉ chốt cho quý vị cái lọc cái tài này ha. Nhân chỉ chốt một con duy nhất cho quý vị tham khảo. Đó. Ngày mai ha. Đây. Ai không nhớ thì mình lấy giấy viết mình ghi lại quý vị. Đây. Đó. Tất cả quý vị tham khảo bộ số này trên kênh Nhân Trần TV trong ngày 23 tháng 2 năm 2022, ngày thì có miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Quý vị có thể lấy cái bộ số này, cái lọc là có 12 và có 21 đi cho ba miền Nam, Trung, Bắc lụm. Đó. Rồi thì ngày mai có cái lọc cái tài này ha. Ông bà cô bác linh thiêng cho về Nam Trung Bắc được gỡ có 12 và có 21 thì nhân quay trở ở đây để mà trả lễ ha quý vị. Đó. Thì cái cung dung nhi 5 tuổi chết nước này nhân xin lập lại ha. Thì nhân đã từng sinh ra ở đây ba càng đầu đuôi ha, chịu chủ cũng có. Và đệ tử của nhân đến đây sinh ha, cũng được. Đó. Sinh là có lập quý vị. Đó. Thì quý vị ngày mai ai thích bộ số này thì mình tham khảo nhỏ nhẹ ha. Còn không thích thì mình xem giải trí cho vui. Dông linh ông bà chiến sĩ Trần Dông nơi đây. Và trẻ lớn bé trai gái có sự hiện diện ở đây. Suối Trăng lập bước về đây. Nhận dùm con những cái lễ vật dâng lên. Dĩ tiền muối gạo có cái chi thì nhận con cái đó. Cầu xin ban cho con 12, con 21 ngày mai gặp gỡ miền Nam, miền Trung ha, miền Bắc. Đó. Rồi. Anh chị em nào thích thì mình tham khảo nhỏ nhẹ ha, cho vui, xem giải trí. Đó, còn không thì mình ha, lướt qua. Không có mắc mát gì hết nha quý vị. Rồi nhân xin đập quả trứng nha, đập ra tại gốc cây luôn quý vị. Nổ. Đó. Rồi thì bây giờ nhân cũng khá là mệt quý vị. Đi trong nhà quang qua bên đây rất là mệt, nhất là xin vong linh quý vị. Thì anh chị em nào trong nghề chắc sẽ biết ha, mình xin số mình xin vong linh rất là mệt quý vị
Cũng mong tất cả anh chị em cô bác thương mến ha nhân. Khi xem video nhấn chút thời gian, ai chưa like thì mỗi người cho Nhân xin một like. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh để cập nhật những video Nhân đăng lên hàng ngày trên các kênh của Nhân. Còn bây giờ thì Nhân cũng xin chào và hẹn gặp quý vị ở những video sau.